Most girls are smart and strong and beautiful. No two are the same. I wanna be like most girls. Hello. Hôm nay thì Lily muốn tâm sự với các bạn một cái chủ đề khá là nhạy cảm. Đó là về cân nặng và ngoại hình cơ thể. Cách đây mấy ngày thì Lily có post một cái video về đồ bơi và Lily có thử những cái đồ bơi đó. Thì cái điều đầu tiên mà các bạn nên nhớ đó là Lily không phải là model. Cho nên cơ thể của Lily đương nhiên không phải là một cái hình ảnh chuẩn mực nào hết. Trước khi mà Lily upload cái video đó thì Lily có một cái cuối tuần rất là tệ. Và Lily khóc rất là nhiều trong cái cuối tuần đó. Và sau đó thì Lily phát hiện ra là Lily đang trong những ngày đèn đỏ. Thành ra là mood nó lên xuống giống như đèn đỏ. Lily chỉ muốn nhắc nhở là những cái lời nói vô tư các bạn có thể ảnh hưởng đến người khác rất là nhiều. Có thể là ngày hôm đó họ đã có một cái ngày rất là tệ rồi, và bạn tặng thêm cho họ một cái quạt diêm để đốt cháy nguyên cái ngày hôm đó của họ nữa. Thì Lily không biết là các bạn nghĩ sao về việc đó. Lily biết là một phần lớn các bạn bây giờ đang sống trong một cái thế hệ quá là high tech. Các bạn chỉ việc mở phone ra là sẽ thấy đầy những cái hình của các model trên Instagram rất là đẹp, người siêu mỏng. Lily tối ngày cũng ngồi coi mấy cái hình đó và rất là mê. Nhưng mà các bạn cũng phải hiểu là trên Instagram thì tất cả những cái hình ảnh đó là những cái hình ảnh đẹp nhất của họ. Họ mới post lên Instagram hoặc là họ mới post lên Facebook. Còn những cái lúc mà họ xấu hay là họ không được đẹp thì đời nào họ post. Bởi vì giống như là một cái công ty hay là một cái sản phẩm gì đó, thì bạn sẽ không đời nào muốn cho khách hàng của bạn nhận một cái sản phẩm xấu, đúng không? Ví dụ như bạn có một cái sản phẩm thì bạn luôn luôn muốn là bao bì của nó đẹp, rồi quảng cáo cũng đẹp, rồi đương nhiên là cái gì cũng đẹp bởi vì đó là một cái sản phẩm bạn tạo ra. Thì đương nhiên là bạn muốn tất cả mọi người nhìn thấy cái mặt đẹp thôi, chứ ai mà muốn khoe ra những cái mặt xấu. Tôi nghĩ là rất nhiều bạn quên mất cái điều đó. Và các bạn sẽ nhìn thấy những cái hình ảnh đó và nói trời ơi không biết khi nào, trời ơi sao mà đẹp quá, sao mình đẹp được như vậy này nọ. Và có rất là nhiều bạn nhìn theo những cái hình ảnh đó mà thậm chí còn bị depressed, còn kiểu cảm thấy là sao mình xấu quá rồi nọ, là mất hẳn đi cái sự tự tin của bạn đó luôn. Lily biết là các bạn comment trên video của Lily nói Lily béo, Lily mập. Có thể là các bạn không có ý gì xấu hết. Đó là một cái suy nghĩ rất là cổ truyền của người châu Á mình. Và Lily biết là cái điều đó rất là khó để mà bỏ đi á. Nếu như mà bạn nào thích tập thể dục, thích có thân hình siêu mỏng và các bạn vui vì cái điều đó thì Lily cho bạn một thumbs up. Còn nếu như bạn thấy cơ thể của mình khá là tròn trịa, khá là mẩm mỉm và niềm vui của bạn là ăn uống thì Lily cũng cho bạn một thumbs up luôn. Bạn biết đâu được ngày mai tung xe chết sao. Thành ra là hôm nay có cái gì làm bạn vui thì bạn cứ hãy vui đi. Bởi vì cái cuộc đời này á, nó cũng có rất là nhiều gian truân rồi. Các bạn không cần phải mang thêm những cái gánh nặng của xã hội về đặt lên trên vai của chính mình để làm cái gì hết á. Còn những cái thể loại mà anh hùng bàn phím hoặc là nói chung là bình luận trống rỗng thì các bạn hãy đạp lên dư luận mà sống, ok? Các bạn phải hiểu rằng là có rất nhiều người, người ta sinh ra người ta không có tay, không có chân. Còn ở trong cái cơ thể của họ thì họ thiếu tim, thiếu ruột, gan, nói chung là đủ thứ vấn đề hết. Thành ra nếu mà bạn sinh ra có tay, có chân, có đầy đủ tất cả những cái bộ phận ở bên trong cái bụng này, cái người này của bạn á, thì bạn phải là biết ơn ông trời rất là nhiều rồi. Thì hy vọng là cái video này giúp cho các bạn được tự tin hơn, giúp cho các bạn yêu bản thân hơn, yêu cơ thể mình hơn. Nhưng mà tóm lại, dù cho bạn ốm hay là bạn mập thì nó cũng không có quan trọng. Bởi vì cái gì quan trọng thì nó nằm ở trong này, và nó nằm ở trong này.
Sẵn đây Lily khoe luôn các bạn cái áo mới Girl Power. Áo này Lily mua ở tiệm justpeachy.com. Và Lily có một cái code dành cho các bạn, nếu như mà các bạn cũng muốn mua cái áo này để bận vô và cảm thấy rất là vui và có thể giải quyết được tất cả các vấn đề của bạn. Còn nếu như mà các bạn coi video này xong rồi mà vẫn cảm thấy buồn thì Lily sẽ tặng cho các bạn một playlist nghe xong là sẽ pump up và sẽ vui hơn rất là nhiều. Ok? Vì cười một cái thì nó sẽ giúp cho bạn vui lên rất là nhiều. So. Cười đi, Lily đang chờ đó. Cười đi. Cười lên. Lily cảm ơn các bạn đã xem video này và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau ha. Bye.